Chào mọi người. Hôm nay đặc sản 365 xin giới thiệu với mọi người một loại thảo dược. Của chung là cũng rất chi là phổ biến với mọi người. Nếu mà những người nào mà ta đã dùng loại thảo dược này. Mình giới thiệu đây là cây tầm gửi gạo các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Đây là một loại tầm gửi các bạn ạ. Và cái cây này thì nó lại mọc ở trên cây gạo, nó ký sinh nhé, chứ không phải, nó không phải là dạng cây đâu. Nó chỉ ký sinh trên những cái cây gạo gạo tía. Rồi, gọi là cây gạo đỏ đấy bạn, hoa màu đỏ đó. Thì tầm gửi này thì nó có rất nhiều công dụng tốt các bạn ạ. Thì với cái kinh nghiệm dân gian ấy, và cũng như là cũng được nhiều người, nhiều công trình nghiên cứu về loại tầm gửi này thì nó có một số công dụng rất chi là hay. Và mình xin kể ra như thế này. Theo các lương y thì nó sẽ chữa được những cái bệnh về viêm tấy mãn tính này, nước tiểu vàng vàng đục này, với những các khối u lành tính trong gan thận này, và đặc biệt rất tốt cho những cái phụ nữ mà bị hậu sản nếu mà dùng cái này. Ngoài ra thì còn chữa những cái bệnh như là viêm khớp, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống và huyết áp cao, và một số bệnh tiểu đường. Ngoài ra nó còn có tác dụng như là giải độc mắt gan. Với cái rất nhiều người, người ta đã sử dụng cây tầm gửi này và đã cho ra cái kết quả rất chi là ok các bạn ạ. Thì hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu mọi người về cái loại tầm gửi này. Thì những bạn nào có nhu cầu về tầm gửi gạo tía đỏ chuẩn thì có thể liên hệ với bên mình. Đây, bên này là mình có cả cây tầm gửi, nó có cả hoa, là lá này, đầy đủ hết. Bây giờ mình cấp cả hàng tươi và hàng khô. Hiện tại mình cũng có cả hàng khô nữa. Để bên mình sẽ lấy cho mọi người xem. Cái hàng khô là dân người ta đã băm ra và ta phải làm khô để mình có thể sử dụng luôn. Hiện tại tôi đang để đâu. Thôi thì tôi sẽ làm một clip nữa để gửi mọi người sau vậy. Tôi xin cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Xin cảm ơn.